Hello anh em nha, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện TV. Thì hôm bữa giờ mình nhá hàng cái cây siêu phẩm của Yonex, cái cây mới nhất đó các bạn, cũng nhiều rồi. Thì hôm nay là mình cho em nó lên sóng luôn. Đó là cây Axeber 11 Pro. Đây các bạn có thể thấy, một cái cây vợt có thể nói là mới nhất của Yonex và rất là hot. Nó hot từ cái thời điểm mà trước khi ra mắt luôn á các bạn, có tin đồn nè, rồi lộ hình ảnh nè, và cuối cùng là cái thời điểm hiện tại nó ra mắt, và sau khi nó ra mắt luôn tới giờ nó vẫn là một cây vợt rất là hot, và sau này mình nghĩ là nó sẽ còn hot thêm khoảng 5-6 năm nữa đó. Thì để xem cái cây này nó có gì mà nó hot vậy nha. Đó, thì mời các bạn đi hết cái video với Thiện nha. Rồi còn bây giờ thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh á thì bấm đăng ký kênh giúp Thiện nha. Đăng ký rồi thì bắt đầu thôi các bạn. Anh em thấy hôm nay Thiện có gì lạ không? Đó là cái outfit hôm nay nè anh em. Đó. Bình thường á, Thiện quay mấy cái clip về cầu lông á là Thiện sẽ mặc áo mà Thiện hay đi đánh cầu, hoặc là mấy cái áo rồi nói chung là nó về nó thể thao một tí. Đó. Thì hôm nay Thiện chơi cái outfit này. Các bạn, cái áo này á là Thiện được một cái anh đánh cầu chung với Thiện, là anh này là anh Quyền, là ảnh tặng cho Thiện mấy cái áo này nè. Đó, Thiện mặc thấy cũng mát. Anh em kiểu muốn một cái áo mà bằng vải linen nha, cái áo này bằng vải linen mà anh em kiểu muốn tìm một cái áo mặc đi chơi này kia thì có thể giúp mấy cái áo này cũng ok lắm. Thiện được tặng mấy cái áo nữa, mặc nó cũng mát nên muốn giới thiệu tới anh em. Thì cái link của cái shop, anh này có cái shop, thì Thiện để trong phần mô tả. Thì có gì shop 1983, thì có gì anh em nếu mà muốn mua thì có thể liên hệ với shop, giá ok lắm á, mặc được mới giới thiệu tới anh em. Rồi thì quay lại với cái cây vợt 11 Pro này. Thì nó hot các bạn, nó hot tại vì cái cây 11 nó quá ngon rồi, cho nên là nó được thừa hưởng cái chuyện mà người ta đợi chờ đó tới cái cây 11 Pro này. Thì nhìn ngoại quan á, nhìn ngoại quan sơ thì các bạn đánh giá là như thế nào, đẹp đúng không? Thì cũng sẽ đi theo ba phần ha, để anh em có thể dễ dàng tìm hiểu. Thứ nhất là cái ngoại hình màu sắc nè, thứ hai là cái thông số chi tiết, và cuối cùng là cái cảm nhận thực tế của Thiện khi mà đánh em Axeber 11 Pro này nha. Về ngoại hình và màu sắc á, thì đây là cái điểm mà mình thích nhất ở cái cây 11 Pro này các bạn. Thường á là Yonex là ổng khoái pha cái màu đỏ với cái màu đen lắm đó, hoặc là với màu vàng, nhưng mà cái cây này á là Yonex họ pha cái màu đỏ và cái màu bạc các bạn. Nhìn nó đẹp mà nó men lắm, nó men lì lắm, nước sơn lì mà nhìn nó men lì lắm. Cho nên là mình cực kỳ thích cái nước sơn này. Nhìn nó khỏe khoắn và kiểu nó toát được cái sự mạnh mẽ của cây vợt các bạn. Cái nước sơn này á mình cho 9.5 trên 10 điểm. Mặc dù đánh trên sân thì nó hơi khó nhận ra một tí á, nhưng mà kệ, đẹp là được. Rồi thì đó là về cái ngoại hình và màu sắc ha. Màu sắc đẹp á các bạn, hình như là mình thấy hỏi 10 người thì hết 10 người nói là cây này đẹp mà. Thì chúng ta qua tới cái phần tiếp theo đi. Đó chính là cái thông số chi tiết cũng như là cái thiết kế của cái cây 11 Pro này ha. Về cái thông số chi tiết á, thì cái cây trên tay mình đây là cái bản 4U ha, 4U G5. Thì anh em biết rồi đó, thì cái đợt này á là Axeber là Yonex là họ ra hai cái bản 4U và 3U. Thì bên cạnh đó là nó có những cái tiền tố như là 4U G5 rồi 4U G6 rồi 3U G5, 3U G6 nữa. Thì trên tay mình đang là cái bản 4U G5. Thì đặc điểm của những cái dòng mà Nano Flare hoặc là Nano Ray hoặc là mấy cây Axeber này các bạn, là thường là nó không quá nặng như cái thằng Atchop hoặc là Vonjit. Cho nên là nó cũng khá là dễ đánh và không có kén người dùng quá nhiều. Thì cái cây 4U G5 này nè, trên tay mình đây nè, cái điểm cân bằng của nó thì nó khoảng 296mm thôi, dễ chịu luôn. Kiểu nó nhẹ nhàng á các bạn, công thủ đồ nó linh hoạt cực kỳ. Còn cái 4U thì trọng lượng của nó là rơi vào khoảng 84,5 gram. Nhẹ nhàng quá đẹp cho một cây 4U. Khi mà mình quấn một lớp và quấn cán nè và mình đang lưới á, thì nó lên chỉ khoảng 92 gram thôi. Đó, khoảng 91-92 thì các bạn biết rồi đó, là nó không quá nặng như kiểu 95-96. Đừng có quấn thêm hai lớp nha, quấn hai lớp là nó nặng đó, nhưng mà cái đầu nó sẽ nhẹ lại tí, các bạn kiểu có thể linh hoạt nhưng mà đánh nó mệt lắm. Rồi đó là về cái trọng lượng. Khi mà còn cái nữa là cái độ cứng nè,
cái độ cứng của mấy em này nó đã nhẹ rồi thì không thể nào mà nó dẻo được. Cái độ cứng của nó là rơi vào khoảng 8.2 các bạn. Cứng đó nha, cái độ cứng này là hơi bị cứng đó nha. Kiểu như ông nào mà quen đánh mấy cây vật dẻo rồi á, mà qua mấy cái cây mà nó cứng cứng kiểu này á thì kiểu cũng hơi mệt tí á, nhưng mà cũng quen thôi tại vì nó nhẹ. Cho nên là đánh mấy cây cứng này tạc thủ sướng lắm, chính xác mà. Rồi thì tiếp theo là về cái mức swing đi. Thì với những cái độ cứng, với cái trọng lượng, với cái điểm cân bằng như vậy á, thì cái mức swing của nó ở mức 84.5 kg/1 cm³ các bạn. Cái mức swing này á, là ok, chấp nhận được cho một cây chuyên tạc thủ, chứ không có quá cao, không phải trên 85. Khi mà mình quấn cán hết rồi, mình quấn cán rồi, mình đang lưới xong á, thì các bạn biết nó lên bao nhiêu không? 92 kg/1 cm³. Nhưng mà nó không có quá khó đánh đâu các bạn, thấy 92 vậy á chứ cầm nó vẫn có độ linh hoạt và kiểu nó rất là nhẹ nhàng tình cảm. Đó là một chút về cái thông số như vậy. Thì các bạn thấy Axeber 11 hoặc là Axeber 11 Pro á, thì nó cũng xem nhau vậy á, nó khác chút về cái lối đánh thôi, chứ không có khác quá nhiều đâu. Rồi bây giờ chúng ta qua một chút về cái thiết kế đi, để xem cái cây này so với những cái cây, so với cái Ad 11 á, một trước á, thì nó sẽ có những cái gì khác nhau và nó có những cái gì nó giống nhau. Về cái thiết kế á, thì cái mà mình thấy là Yonex họ cải thiện nhiều nhất và mình quan tâm nhất á, thấy hay nhất luôn, đó là nằm ở cái chịu cân cao các bạn. Cái ông Axeber 11 trước á, ông chịu có 10,5 kg à, cao lắm là 11 à. Thì một kiểu một cái vật quốc dân, một cái vật dễ chơi, ai cũng có thể chơi được, mà căng tới cái mức đó thì nhiều khi người ta cũng ngại đánh các bạn, lỡ như có gì thì cũng kiểu nguy hiểm. Nhưng mà với cái cây 11 Pro này á, thì mọi thứ nó đã thay đổi hoàn toàn. Yonex họ đã nâng cấp cái chất lượng carbon lên ở cái đầu vợt để có thể căng được cao tới 12-12,5 kg. Các bạn có thể đánh thoải mái. Phải như vậy mới được chứ. Kiểu một cây vợt ngon mà căng thấp quá thì ai mà chơi, đúng không? Đó là cái mà mình thấy Yonex họ cải tiến nhiều nhất ở cái mặt vợt. Rồi còn cái đũa thì sao? Cái đũa các bạn thấy đũa này mỏng cực kỳ luôn. Cái xu hướng của Yonex ở những năm 2021-2022 gần đây á, thì họ luôn làm những cây vợt, cả cây vợt công, cả cây vợt thủ, cả những cây vợt tạc này kia đều đũa rất là mỏng và ngắn. Thật ra cái cây này nó không phải nó quá ngắn, nhưng mà nó cũng thuộc xu hướng là nó làm ngắn đó các bạn. Để chi? Để thiên về tạc, thiên về thủ nhiều hơn là thiên về công. Cái mũ chụp này cũng là cái mũ chụp thế hệ mới luôn nè, AB Cap, cái này nó ghi làm AB Cap Plus này các bạn. Nhưng mà mình nhìn á thì có vẻ như là cái mũ chụp này nó khác với là cái mũ chụp của ông 88 Dero á các bạn. Kiểu ông 88 Dero thì nó vằn vện hơn, còn cái này thì nó kiểu nó thun hơn. Cái mũ chụp này. Rồi còn gì nữa không ta? Về cái mặt vợt á các bạn, cái mặt vợt nó mỏng à, mỏng ten luôn các bạn thấy. Mặt vợt mỏng ten luôn. Nó na ná như là ông Nanoflare 800 gì đó, nhưng mà nó bự hơn Nanoflare 800, cho nên là cảm giác đánh thì nó dễ chịu hơn. Nó cảm giác đánh của nó giống như là 88S Pro vậy đó, mà vợt nó cũng bự bự như vậy đó, nhưng mà vành vẫn lại nhỏ, nhưng mà vẫn chịu cân cao nha, hay cho đó đó. Đấy, thì ngoài ra thì cũng không có gì khác biệt, một cái vợt đẹp, ngoại hình đẹp, thiết kế đẹp, dễ chơi, thì không có gì mà nó sẽ không trở thành một cái vợt quốc dân hết các bạn. Thì về cái thiết kế này á, thì mình cho em này 9.5/10 điểm. Đó. Rồi. Với tất cả những cái phần đó thì chúng ta hãy cùng xem cái cây này sẽ đánh ra sao. Chúng ta hãy cùng đến với cái trải nghiệm thực tế của Thiện khi mà đánh em Axeber 11 Pro này nha. Đúng rồi.
chưa tính tiền cọc. Để nói về cái cảm nhận của Thiện á, thì Thiện sẽ nói theo từng phần ha. Đó chính là cái phần công, phong, thủ và phản tạc. Hả? Thì đầu tiên là công đi. Acceiver 11 rồi, Acceiver 11 luôn á, thì chưa bao giờ được đánh giá cao về cái khoản mà đập này kia, phần tấn công á. Thì cái Acceiver 11 này cũng vậy. Cái cây trên tay mình đây là cái bản 4U, thì cái khả năng tấn công của nó mình đánh giá là ở mức ok, chấp nhận được thôi, chứ không phải là ngon các bạn. Tại vì 4U nè, nhưng mà cái điểm cân bằng nó lại nhẹ nữa, nó chỉ khoảng 295-296 à. Các bạn nhiều khi các bạn đập các bạn sẽ thấy hụt lực. Cầu á, nó đi nhanh thôi, nó đi lao thôi, chứ còn nếu mà cảm thấy nếu mà nó lực á, thì không thể nào lực được. Không thể nào lực bằng những cây 88D rồ, đánh 8D hoặc là 9999 rồ được. Đó, những cây đó thì đập lực nó rất là tốt và nó tác động vào cho cầu, cầu bị qua bên kia thì nó vẫn còn được giữ được lực. Nếu mà các bạn muốn đánh mà cái cầu lực hơn tí á, thì các bạn nên chơi cái bản 3U. Nhưng mà cái bản 3U á, thì nó đòi hỏi tay các bạn phải khỏe nha. Tại vì nó nặng mà nó cứng nữa, cho nên là hơi quải tí. Nó giống như là cây Jazzbeat vậy đó. Jazzbeat 3U qua mặc dù cái điểm cân bằng nó thấp lắm, nhưng mà đánh nó vẫn có cái độ đậm nhất định. Đó là về cái phần công. Cái phần công này á, thì mình đánh giá là cái cảm giác của nó giống như là các bạn cầm cây 88S Pro hoặc là 88S mà các bạn đập vậy đó, hoặc là gần gần hơn tí nữa là có cây Nano Flare 800. Kiểu nó giống vậy á, nó cái thiên hướng của những cái cây của Nano Flare hay là của Acceiver này, khi các bạn đập thì nó cái kiểu nó giống vậy á. Thì cái phần công này á mình không có đánh giá cao các bạn. Nếu mà lên lưới này kia thì ok hơn, chứ còn mà đập cầu sau á thì mình cho khoảng 8/10 điểm thôi. Về cái khoảng phong cầu thì sao? Cái cây này á, phong thì dễ chịu các bạn. Phong cao và sâu, nếu như mà các bạn dùng cổ tay tốt một tí nữa, các bạn vẫy cổ tay á, nhiều khi là không cần dùng quá nhiều lực luôn, nó vẫn đi túc tù ra sao, nhiều khi ra ngoài luôn á. Cái cây này mình thấy phong ngon, dễ chịu lắm, tại vì nó phát cầu mà các bạn. Nhiều khi mà những cái trái mà các bạn bị ép á, các bạn có thể phong trả lại được. Cho nên là dễ chịu lắm. Cái khoảng phong á, thì mình cho cái cây này 9/10 điểm luôn á các bạn. Vậy thì còn cái phần thủ cầu thì sao? Cái phần thủ cầu thì các bạn biết rồi đó, một cái cây vật cứng, không phải quá cứng nha, ở mức cứng thôi, nhưng mà nhẹ đầu, 4U nữa, thì ta nói thủ bung thì quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng nè các bạn. Những cái trái mà bên kia đập á, những cái trái mà đập vô người á, thì thôi, ta nói bung thoải mái luôn các bạn. Với lại cái chỗ mà tì tay nó ok nữa nè, các bạn bung, ta nói cao sâu luôn á. Nhiều khi mà những cái quả mà đập bên đây á, mình lười xoay vợt qua đây á, mình đồ thủ bên đây đẩy luôn, đẩy vào đây luôn các bạn. Cho nên là tại vì nó linh hoạt mà, nó không có quá nặng nữa, cho nên là các bạn có thể linh hoạt, các bạn thủ góc nào cũng được, bung cao, bung sâu, bung nách hay là cỡ nào mình cũng có thể bung được. Đó là tay mình trung bình đó nha. Còn những tay ông nào mà kiểu khỏe thì ta nói nhiều khi đẩy nhẹ, nói chung là mọi động tác các bạn đều có thể làm được với cây 4U này. 3U thì nó hơi kiểu tù túng hơn tí, tại vì nó nặng á. Cho nên là nếu mà những bạn nào mà chuyên tạc á thì cầm cái cây 4U này là thủ mát trời địa luôn, thoải mái luôn, không có sợ là những cái tình huống mà đập cắn hay đập gì hết trơn á. Đó là về cái khoản thủ cầu ha. Cái khoản thủ cầu này á mình thấy là quá ngon rồi, không còn gì có thể bàn cãi được ở cái cây Acceiver 11 rồ này hết á. Và mình cho cái cây này 9.5/10 điểm ở cái khoản thủ luôn á các bạn. Tiếp theo là cái phần mà tì đè và phản tàng này các bạn. Thì cái cây Acceiver 11 rồ này sinh ra là để làm cái chuyện đó rồi. Cùng với cái cây 800, Nano Flare 800, Nano Flare 788S á, thì cái cây Acceiver 11 hoặc là 11 Pro á, nó đều là thuộc là một cái cách đánh là tì đè, phản tạc, thỉnh thoảng đập, ok. Cầm những cái cây mà mình vừa nói á, các bạn tạc hay các bạn thủ á, thì ta nói là số 1 rồi. Không có cái cây nào mà nó có thể là vượt qua được những cái cây này hết trơn á. Cho nên là khi mà các bạn bị ép hoặc là các bạn muốn bên kia đẩy bên này góc bên kia á, thiên về cái lối đánh như vậy á, thì các bạn chơi mấy cây này là mình thấy sướng lắm. Những cái trái mà mình bị ép nha, tao nói mà bị ép mà cuối sân luôn, mình tạt cái là nó bay qua góc chữ A bên kia, cái ô trò bên kia luôn á.
cầm cái cây này tao nói thoải mái lắm, chỉ có cong là cái phần cong là nó hơi quạng một tí thôi, chứ còn mọi thứ là rất là ok luôn. Thì cái phần mà phản tạc tỳ đè này á thì mình cho em này 9.5 trên 10 điểm luôn các bạn. Chứ còn phản tạc mà tỳ đè mà chấm em này dưới 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 9 9.5 thì không thể lạc 11 rồi rồi. Đây, thì đó là một chút những cái trải nghiệm của Thiện về cái cây Acerber 11 Pro này, một cây vợt đang rất là hot. Thì sau 2 tuần hơn Thiện đánh trải nghiệm á, thì Thiện cũng rút ra được những cái đối tượng mà nên nên đánh cái cây này. Thứ nhất á, là những bạn mà lực tay trung bình khá hơn xíu mới có thể kham được cái cây 11 Pro này, tại vì các bạn biết rồi đó, nó cứng mặc dù nó nhẹ đó, nhưng mà nó cứng, các bạn đánh không quen nó sẽ bị dội lực vào tay rất là khó chịu. Thà nếu như mà nó nặng nhưng mà nó dẻo á thì các bạn làm quen nhanh lắm, nó không có gì gọi là khó khăn hết trơn á. Đằng này nó cứng cho nên là lực tay nếu mà các bạn không có thắng được cái phản lực của cây vợt á thì sẽ bị đau tay á, cho nên là cân nhắc xíu về cái khoảng mà cái độ cứng này nha. Tiếp theo là những ông nào mà kiểu tay khỏe rồi thì ok, nhưng mà nếu mà các ông mà thích đập á thì đừng nên mua cây này thiên về tạc, thiên về thủ thôi. Chứ còn mua về mà đập nó không xuống, hoặc là đập mà bên kia bung bung bình thường á thì bán vợt á đó. Thì đó là 2 đối tượng mà mình nghĩ là nên nên mua cây này. Rồi thì đó là một chút những cái chia sẻ của Thiện, những cái mà Thiện cảm nhận được khi mà từ khi nhận vợt đến khi mà Thiện làm review này cho anh em. Thì cũng cảm ơn anh Quang bên Đại Hưng Sport đã cho Thiện mượn đã cho em mượn cái cây A11 Pro này, một cây vợt đang rất là hot luôn. Anh em nào kiểu muốn mua muốn trải nghiệm thì hãy đến Đại Hưng Sport và dứt một cây về, rất là ngon luôn á anh em, đánh cảm thấy sướng đó. Rồi thì nếu như mà anh em có bất kỳ thắc mắc nào á, hoặc là anh em nếu mà muốn 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 sắp sắp mua cây này á, thì có thắc mắc gì á thì hãy comment xuống phía dưới nha, anh em chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Còn bây giờ thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!